Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh Tin tức 24 giờ Vanta. Tin tức ngày 20 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. khen thưởng cậu bé 12 tuổi cứu thanh niên 22 tuổi bị đuối nước. Ngày 18 tháng 5, tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức buổi lễ trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn khen thưởng dành cho em Mai Hải Đăng 12 tuổi, học lớp 6 trường Trung học phổ thông Tộc Bán Chú Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Và cũng tại buổi lễ, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho em đăng. Đồng thời, các tổ chức doanh nghiệp đã khen thưởng bằng tiền mặt xe đạp cho em. Và như báo thanh niên đã thông tin trên báo, vào chiều ngày 12 tháng 5 khi đăng cùng anh Rục, Mai Hải Anh 13 tuổi và anh Lê Bá S 22 tuổi quê ở xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đi tắm khe ở khu vực khe Chu Kê, bản Trung, xã Kim Thủy thì S bị chuột rút chìm dần xuống nước thấy vậy đăng nhanh trí bảo anh trai của mình chạy về bản báo tin kêu cứu còn em dũng cảm bơi ra dòng nước sâu cứu anh s đưa lên hô hấp nhân tạo dùng tay ấn vào bụng cho nôn nước ra trước đó tỉnh đoàn quảng bình cũng đã khen thưởng cho em đăng này và đó là một thông tin dũng cảm Người tốt việc tốt và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi và nhớ đừng quên nhấn đăng ký và chung để theo dõi những cái thông tin mới nhất trong ngày nha anh em.